Thì tiếp theo cái video này em sẽ làm một cái video về máy lọc khí nhé. Hôm nay em về được một con lọc khí này, 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 con lọc khí, 14 con lọc khí. Chưa dọn dẹp gì. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ em nhé. Hôm nay độc hàng VIP thôi. Chứ không có này, bên này này độc về hàng VIP thôi. Bác nào mà thích thì liên hệ em nhé, chứ lọc khí này bây giờ đợt này nó hàng nó đang khan nên là giá nó sẽ cao hơn một chút. Thì đây có con đầu tiên là con sáp bánh xe, có khay nước bù ẩm nhé, hàng này chưa vệ sinh các bác nhé. Đấy, hàng này em chưa về, mới về thôi, chưa vệ sinh. Con này là mã số 1 này, em bán với giá là 2,2 triệu. Bác nào cần thì liên hệ nhé. Sáp bánh xe đấy, nội ngoại thất. Còn còn bác nào mà muốn thay phổi, thêm phổi nữa thì cộng thêm 300k một cái phổi đấy. Con số 2 cũng là một con số 2 cũng là một con sáp bánh xe. Đây nhá, con số 2 vẫn là cũng là con sáp. Sáp này đây, em bật lên. Có chút rồi. Đây. Em cắm cho các bác xem nhé. Cái tay tay cắm rồi cũng ngại không cắm được. Đây đấy các bác nhìn, đấy các bác nhìn thì quá sang trọng. Đây là chưa vệ sinh các bác nhé, chưa vệ sinh lên nó đẹp lắm, vệ sinh thì nó lộng lẫy rồi. Thì con này mã số 2, con này em cũng bán với giá là 2,3 triệu nhé. Đấy, rất là đẹp. Đây độc hàng hàng lựa chọn. Đấy là cắm ra bên này. Mùi thơm thật. Đây con mã số 3 em lên cho các bác vẫn là một con sáp nhé. Ồ, con này mất dây, đưa đấy quay nó nhét đâu. Con này có dây, mất dây em chưa nối nhá. Đây, con này cũng là sáp. Cũng có cốc bù ẩm hết. À thôi, quên cốc bù ẩm. Đây, khay nước, khay bù ẩm nước. Đấy. Con này mã số 3. Em bán cũng 2,2 triệu thôi. Đấy. Còn đây, một con sáp lớn nữa. Đây có một con sáp rất là to. 70W. Đây em lê em sẽ qua qua em sẽ làm phòng bác nào rộng nhá. Thì đây con này rất là to. Đây. Đó với bóc rồi đấy. Các bác thấy khổ ban ngày quay nồi cơm máy rửa bát, tối tối mới có thời gian bóc lọc khí cho các bác. Bác nào có thử. Đây, à, vừa về đấy. Đã kịp ấy đâu. Con này phòng 40 50 mét vuông bác nào nhé. Con này là mã số 4 này. Em bán với giá là 2,7 triệu nhé. Bác nào có nhu cầu nhé. Phòng rất là phòng này, con này kích thước này. Chạy cho phòng 4 50 mét vuông nhé. Rất là đẹp. Đấy, hàng vừa về xong đấy. Đây. Còn đây là hai con ngáp. Đấy cắm 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 một con ra. Đây là hai con sáp ngáp dung tích lớn cho phòng lớn nhé. Hai con này đồng giá em đều bán với giá là 2,9 triệu nhé. Đấy các bác nhìn nào, có hiển thị nhiệt hiện nhiệt độ độ ẩm này. Đấy đây các bác nhìn này, tự động mở nắp nhé, để sáp ngáp nhé. Thì con
có khay bổ ấm nhá, vẫn có khay bổ ấm nhá. Đấy, khay bổ ấm rất là to luôn. Phòng này cho 4. Bốn 50 m² luôn, phòng 4 50 m² chạy vô tư. Thì đây em có hai con sáp ngáp này, em bán đồng giá với giá là 2.900.000 nhá, 2.900.000 nhá. Còn bác nào cần thì liên hệ em nhé. Đấy, đây các bác nhìn rất là đẹp luôn, chưa vệ sinh gì mà đẹp như thế này. Cái hàng vừa xuống xong chứ chưa kịp vệ sinh đâu. Đây là con đây, hai con 1.900.000 này là mã số 5 rồi nhé, là hai con em bán 2.900.000 nhé. Còn đây là một con sắt tháp này, đây ra cắm đầu con này đã. Đây đấy, đây là một con sắt tháp chứ, vip vip của đấy, tự động mở cánh cửa này các bác. Đấy, con này em bán với giá là thôi, cái nào con này em bán với giá là mã số 6, em bán với giá là 2 cũng 2.900.000. Nhưng con này nó là vip, con này vip hơn dòng dòng kia. Đấy. Đây. Đâu hai con ấy này thì 2.900.000, 2.900.000 một con. Con tháp tháp này em cũng bán 2.900.000 một con nhé. Đấy, mã số 6 này, 2.900.000 này. Đây các bác nhìn đấy, nó có cổng ngáp này. Đấy chưa? Nó có cổng ấy. Đây cũng thế này các bác nhìn đấy. Có ơi, dòng sáp này lọc cực tốt nhá. Nó có thiết kế ion thì không có dòng nào ăn được sáp đâu. Còn đây, bảo một con hai con cuối cùng là em lên cho các bác là một em lọc khí Pana của Nano. Đấy, của con này của Pana em bán với giá là mã số 7. Em bán với giá là 2.700.000. Và con cuối cùng là con Mít. Đấy. Cực khỏe. Đấy, có eco lá. Nói chung là con này màu cà phê cực kỳ sang trọng nhé. Bác nào mà lấy con này về nhà để trong nhà thì thôi, khỏi nghĩ. Đây, để em gọn mấy cái con này ra để em quay cho các bác. Gió cực khỏe luôn. Đây, giảm gió đi. Đúng rồi, con này thơm lắm. Rất là thơm luôn, con này đấy, cực kỳ ok luôn, con này cực kỳ sang trọng luôn. Con này em bán với giá là 2.800.000 nhé, mã số 8, 2.800.000. Bác nào có nhu cầu liên hệ nhé. Và đây em có một con Daikin 3 trong 1 này, hút ẩm này, con này nó có chứa hút ẩm, bù ẩm và lọc không khí. Thì con này thật sự là giá nó hơi ngược tí, thôi anh em thông cảm. Thì con này là mã số 9, em bán với giá là 4.000.000. Con này nó đầy đủ tất cả các chức năng các bác nhé, hút lọc và bù ẩm nhé. Và đây một con Daikin. Đó, con này là con Daikin ấy. Đúng rồi, con này là một em Daikin rất là to này. Đấy, phòng cho 40-50 m² cho các bác. Thì con này là con cuối cùng nhá. Con này em bán cho các bác với giá là 3.200.000 nhé, mã số 10 nhé, 3.200.000 nhé. Bác nào cần nhu cầu về lọc khí thì các bác liên hệ nhé. Đây là toàn hàng VIP thôi, chứ không có còn, em không còn hàng có, nay em chọn được hàng VIP thôi.
Còn các bác nào liên cô cần thì liên hệ em nhé. Số điện thoại em để dưới màn hình đấy, 0962 396 383 nhé. Nhà có rất là nhiều. Còn đây, nhà còn một ít bình thủy này, quạt cổ, quạt ấy quá hết, máy giặt, điều hòa. Bác nào thích con gì thì liên hệ em nhé. Quá đẹp luôn. Đây. Đấy. Quán rất là đẹp. Cảm ơn các bác đã xem video nhé. Bác nào đang xem video cho em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé. À, đây còn cái máy massage nữa. Bác nào thích cái dòng máy massage này thì liên hệ em nhé. Con này em bán với giá là 22 triệu. Full chức năng.